Khoa và Uyên Linh. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình ca nhạc đặc biệt nhân dịp xuân Tân Mão, và có thể nói là những giây phút rộn ràng của một mùa xuân tưng bừng lại đến với tất cả chúng ta. Ngày hôm nay tôi bắt cóc một nhân vật có thể nói rằng là một người bạn bằng âm nhạc rất là thân thiết với tất cả quý vị, sẽ cùng chia sẻ với chúng ta những cảm nhận về một mùa Tết rất là đặc biệt đối với cô. Và không biết là Tết năm nay đối với Uyên Linh cảm giác như thế nào? Tết năm nay, năm Tân Mão cũng là năm tuổi của Linh, Linh tuổi con mèo. Thì Linh hy vọng là mọi thứ, khi mà công việc mới, và hy vọng là mọi thứ sẽ suôn sẻ tốt đẹp, không chỉ với riêng Linh mà sẽ suôn sẻ và tốt đẹp đến với tất cả các bạn. Tết thì thường ai cũng có những cái kế hoạch hay là những cái chuyến đi chơi riêng cho mình, đúng không ạ? Lại nói về những ca khúc xuân thì rất là tưng bừng và rộn rã. Anh còn nhớ cách đây không lâu khi mà tham gia trong cuộc thi Việt Nam Idol thì có một cái ca khúc mà dĩ nhiên là bạn cùng với các bạn của mình đã ghi âm và có một cái buổi quay hình rất là đẹp, đúng không? Bài hát gì Nguyên Linh hả? Đúng rồi, nó là khi mà còn top 5 của Việt Nam Idol, tức là còn Mai Hương, Lê Phương Anh, Lân Nhã, Đăng Khoa và Uyên Linh, thì năm thí sinh Idol đã cùng thu âm và ghi hình ca khúc Thì Thầm Mùa Xuân. Cái buổi quay hình ngày hôm đó là một cái buổi rất là vui, và nói chung là mấy bạn không thể nào quên được, vì hôm đó đã có những cái trận cười vỡ bụng, nhất là chị Lê Phương Anh rất là tếu. Wow. Và hôm nay cùng với chương trình ca nhạc đầu năm được mang tên là Cảm Xúc Việt Nam, với một cảm xúc nguyên vẹn về một mùa Tết nguyên đán, chúng ta sẽ cùng nhau cùng Uyên Linh nhìn lại Uyên Linh và những người bạn của mình trong một sáng tác của Ngọc Châu, ca khúc Thì Thầm Mùa Xuân. Và nhìn lại những cái hình ảnh trong Thì Thầm Mùa Xuân vừa rồi thì Linh cảm thấy thế nào? Linh lại nhớ đến cái thời gian mà Linh cùng với các bạn dự thi Việt Nam Idol. Đó là cái thời gian mà mọi người ở cùng nhau, ăn, ở, tập luyện. Chắc là sẽ là một cái kỷ niệm không bao giờ quên đâu. Đúng không ạ? Và quả thật, đối với cuộc đời của mỗi người chúng ta thì bao giờ cái hành trang mang theo cũng là những cái kỷ niệm hết. Thế nhưng nói về mùa xuân, Tết đó thì người ta thường nói là phải có lì xì nè, rồi có lọc xuân nè. Thế thì không biết cái lọc đầu năm đối với bạn á như thế nào? Chắc chắn rồi. Thế là hàng năm vào đêm giao thừa ấy, thì mẹ Linh và em gái sẽ đi chùa mà xin cái lọc ở trong chùa về. Thế là chùa thì cấm hái hoa bẻ cây, nhưng mà vẫn lén hay ngắt một cái cành lá về để làm lọc của anh đấy. Và cái đó mình sẽ để trên bàn thờ để suốt năm mình có được cái lọc lá may mắn. Wow. Và có lẽ là cái lọc đầu năm á thì bao giờ đối với người Việt Nam của chúng ta hay là đối với người Á Đông thì cũng rất là có một cái gì đó giống như là mang đến cái sự may mắn trong nguyên một năm, đúng không ạ? Thường thì cái lọc các bạn cất ở đâu? Thực ra thì là nếu mà hái một cái cành cây về thì sẽ cắm vào một cái lọ và để trên bàn thờ. Còn những cái lá vàng á thì mình sẽ cất vào trong ví riêng. Wow. Và như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau ngay bây giờ đến với một ca khúc được mang tên là Lọc Xuân, và với tiếng hát của ca sĩ Ngô Thành Vân.
cho con để đi lễ đầu năm. Hoa đào khoe sắc xuân hồng tươi, cánh mai vàng nảy lộc. Đón giao thừa cầu xin năm mới đến nhiều an vui và may mắn tràn đầy. Và chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Lộc Xuân với phần trình bày của ca sĩ Ngô Thanh Vân. Và có thể nói là khi mà năm mới đến thì ai cho chúng ta cũng mong ước rằng là sẽ có rất là nhiều lì xì, đặc biệt là các bạn nhỏ. Còn như lứa tuổi của anh Khoa hay là tất cả quý vị, có lẽ là chúng ta lớn rồi. Và cái việc mà nhận lì xì là...